đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình tại lượt đấu thứ hai của vòng loại World Cup 2022, lần đầu tiên lọt vào lượt đấu thứ ba và làm nên một cột mốc trong lịch sử làng bóng đá Việt. Trên mạng xã hội, dàn cầu thủ cũng không quên chia sẻ niềm vui và cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Riêng công phượng, anh chàng đã đăng ảnh mới lên Instagram khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ lần gần nhất cầu thủ này đăng ảnh lên Instagram là sau khi làm đám cưới với viên minh ở quê nhà tính đến hiện tại cũng đã hơn nửa năm. Trong ảnh, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai check in cùng các đồng đội ở câu lạc bộ gồm Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh và hai cầu thủ người Thái Lan kèm cáp sần đơn giản, Việt Nam, Thái Lan, JMG. Hình ảnh mới của Công Phượng, đồng đội Việt Nam và hai cầu thủ người Thái Lan. Có thể nói Công Phượng là một trong số ít những cầu thủ ít cập nhật hình ảnh nhất đội tuyến quốc gia. Trong suốt hành trình của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, trong khi các đồng đội đăng ảnh liên tục, update tình hình cho dân mạng thì đây là lần đầu tiên Phượng đăng ảnh ở Instagram. Vì vậy mà phía dưới bức ảnh, Netiren đã đồng loạt thang thở chuyện lâu rồi mới thấy công Phượng ở mặt trận này, không quên nhắc đến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai còn lại. Bao lâu rồi anh mới úp hình ở đây, quá lâu mới thấy bốt úp hình, tưởng anh quên pass Instagram rồi cơ, thiếu văn toàn. Hồng Duy và Minh Vương ngã. Hiện tại Công Phượng đang cùng đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước, sau đó cả đội sẽ thực hiện cách ly 7 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tổng hợp